Thì ở dưới đây để mình cho các bạn xem nè. Rễ rất là nhiều. Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách trồng những cây rau răm như thế này, nhưng mà với một cách trồng mới đó chính là cách trồng không cần đất nha các bạn. Và chúng ta sử dụng những cái thùng xốp đã qua sử dụng như thế này để các bạn làm chậu để chứa nước. Các bạn tìm một tấm mút xốp như thế này nè để chúng ta làm khay. Thì các bạn cắt cho nó vừa vặn với cái phần chứa nước này nha. một tấm như thế này là được rồi các bạn. Các bạn lựa những cây rau răm mà nó dài á, thì chúng ta sẽ tiến hành cắt. Đây các bạn. Thì cái phần khay dùng để trồng đây, thì các bạn sẽ dùng những cái cây tút vít như thế này nè. Chúng ta sẽ khoét những cái lỗ trên đây. giống như thế này đó các bạn sau khi những cây đau răm mà chúng ta đã cắt như thế này thì các bạn sẽ bỏ bớt những cái phần lá ở dưới đây chỉ chừa lại cái phần gốc khoảng như đây thôi các bạn và tất cả những cây rau răm còn lại chúng ta đều làm giống như vậy tiếp theo các bạn sẽ cho nước vào đây Như thế này là được rồi các bạn. Và sau khi cho nước vào xong thì các bạn lần lượt ghim những cây rau răm này vào cái khay này. Rất đơn giản và dễ các bạn ạ. À. Các bạn nhớ ghim thì để cho cái phần thân này nè nó sẽ tiếp xúc với nước nha các bạn. Những cây rau răm đã ghim vào cái phần khay như thế này rồi thì các bạn đặt xuống đây. Và sau khi trồng như thế này thì các bạn sẽ để ở nơi mát mà có ánh sáng nha các bạn. Khi nào những cái chồi non này phục hồi tốt thì có thể các bạn sẽ cho ra ánh sáng từ từ để những cây rau răm này phát triển tốt hơn. Và sau 3 ngày tiếp theo thì các bạn xem những cây rau răm chúng ta trồng không cần đất đã phát triển rất là tốt luôn các bạn lá thì rất là xanh và do hút đủ nước á, thì các bạn xem nè lá rất là thẳng luôn. thì đối với rau răm khi các bạn trồng không cần đất và trong nước như thế này á, cây rau răm sẽ rất là nhanh phát triển vì rau răm là cái loại chịu rất nhiều ẩm ướt do đó khi các bạn trồng trong môi trường mà không cần đất á thì những cây rau răm này á, hút đủ nước do đó phát triển rất là tốt các bạn ạ, à. rất là tuyệt vời luôn. thì ở dưới đây để mình cho các bạn xem nè rễ rất là nhiều và đối với rau răm thì khi các bạn trồng khoảng 2 ngày trong nước như thế này thôi là đã có rễ rồi các bạn à và hôm nay là ngày thứ ba thì các bạn xem rễ nó sẽ nhiều hơn phát triển rất là tốt luôn các bạn thậm chí những cái cây con nhỏ ở dưới rễ này các bạn xem nè nó vẫn mọc được ở trong nước luôn và với cách trồng không cần đất như thế này sẽ rất tiết kiệm nhiều thời gian cho các bạn chúng ta vẫn sở hữu được những chậu rau răm sạch tại nhà và từ lúc trồng tới bây giờ là cái phần nước này là mình không có thay nha các bạn các bạn cứ giữ nguyên vì khi những cây rau răm mà nó được cố định ở trong cái khay bằng xốp như thế này nè thì nó sẽ rất là mau ra rễ mình cho các bạn xem nè thậm chí có những cây các bạn lại dưới đây nè nó đã mọc rễ rất là mọc ở trên đây luôn các bạn thấy nè và đến giai đoạn này thì các bạn có thể cho cái phân thủy canh mà cái loại dành cho rau ăn lá các bạn pha theo hướng dẫn rồi các bạn đổ vào đây vì trong nước không hề có dinh dưỡng do đó chúng ta phải pha phân thủy canh bỏ vào đây rồi sẽ giúp cho những cây lau râm này phát triển tốt hơn trong môi trường không cần đất nha các bạn và những đọt non dài như thế này các bạn có thể cắt để chúng ta sử dụng được rồi rất là tươi các bạn ạ à. các bạn xem nè rất là tươi và khi chúng ta cắt xong thì các bạn vẫn để ở trong chậu như thế này rồi chúng ta bỏ phân thủy canh vào để giúp cho những cây rau răm này phát triển tốt hơn nha các bạn. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách trồng những cây rau răm trong chậu không cần đất với một cách làm vô cùng đơn giản và dễ để có được những cây rau răm xanh tươi như thế này với một cách làm rất là dễ. Và video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình các bạn nhớ like, chia sẻ và cũng đừng quên đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.